Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể học viên an toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý học viên khỏe. Sao thầy nó đèn càng thì cảm mình nó hết chúng hết, chắc là công việc nhiều cho nên cứ nóng lòng cái làm. Bởi vì thầy đầu tháng thì tuần đầu tháng thì có mở cái khóa tu tại chùa cho nên lo nhiều việc. Chúng ta sẽ vô bài học. Thì hôm trước thì chúng ta học hết cái phần thập trụ rồi ha. Thì hôm nay nó có qua cái phần thập hạnh. Thì cái thập hạnh này nói về các hạnh lành khi mình làm Phật sự gì hay là cái bất cứ cái môn hạnh gì, thì cũng như một vị Phật thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành. Ví dụ thì đó là cái ước lượng, cái thời gian, cái cách nói của cái một người khi phát tâm Bồ Đề. Từ khi phát tâm Bồ Đề tu hành, phát tâm Bồ Đề tức như là phát cái nguyện để thành Phật. Nói cách khác là phát tâm để thành Phật, chứ không phải là tâm Bồ Đề là cái gì hết hết. Tâm Bồ Đề là nhiều thứ, nhưng mà người ta giảng dạy, giảng rộng đủ thứ. Nhưng mà tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề giác ngộ để thành Phật vậy thôi. Rất là đơn giản. Thì để phải trải qua ba tăng kỳ kiếp với cái số thời gian trải qua rất là dài so với một vị Phật. Đó. Thật ra đó, nếu mà cái số lượng mà ước lượng người khi đã phát tâm Bồ Đề hay là trải qua một thời gian mà đã cái con số thời gian đã ấn định như vậy thì chúng sanh trên thế gian này cũng không còn. Vậy ha. Và bởi vì sao vậy? Thời gian thì cứ đi mãi, phải không? Ba tầng kỳ kiếp thì tới thì một vị đã thành Phật thì chúng sanh sẽ bớt lại một người. À, nếu nói như vậy thì cái chúng sanh này dần dần nó sẽ không còn là chúng sanh nữa, tại vì thành Phật hết rồi. Nhưng mà quý vị đã là tất cả đều là pháp vô sanh, mà khi đã pháp vô sanh thì chúng sanh cũng là pháp, vì đó là cũng là vô sanh, cho nên đã là vô sanh thì không có số lượng, cho nên chúng sanh không bao giờ có số lượng. Phải chi mà chúng sanh có số lượng thì chúng sanh sẽ một ngày nào đó không còn chúng sanh. Tại vì ba tăng kỳ kiếp thì phải một ông Phật thành Phật, hay nói cách khác á, thành trụ hoại không, hay nói một cái bốn cái chu kỳ như vậy thì có 1000 đức Phật ra đời. Cũng như bây giờ chúng ta lại một
bổn sư của chúng ta là một vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Thế đây là Đức Phật Di Lạc, Đức Phật thứ năm. Tính quá khứ trăm nhiên kiếp thì ba Đức Phật sau cùng, đúng không? Tùy vào thi chi thí gì đó. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca là thứ tư hiền kiếp. Thì đã là một đại kiếp như vậy đó. Thì nhỏ 1000 Đức Phật ra đời thì chúng sanh nó sẽ bớt. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng sanh có bắt đầu đó, thì pháp có bắt đầu, số lượng có bắt đầu, thì tất cả có bắt đầu. Hãy có bắt đầu thì phải có cuối cùng. Như thế. Còn cái gì không có bắt đầu là không có cuối cùng. Cho nên những nhà toán học, những nhà khoa học, người ta nói không có con số nhỏ nhất là trong chỗ điểm này. Thì mà không có con số nhỏ nhất, nhưng mà chúng sanh đó, thì nó tin theo cái bộ não, cho nên nó cứ đi tìm cái pháp bắt đầu. Nó đi nghiên cứu cái vũ trụ, đi nghiên cứu cái loài người này từ đâu mà ra, là nó đi tìm hiểu cái nhân sinh của con người. Nhưng mà nhân sinh của con người ấy thì nó không bao giờ nó tìm hiểu được. Đó. Nên như vậy, mặc dù nó tìm hiểu rất là hay, nhưng mà cuối cùng nó không tìm hiểu được. Bởi vì sao? Chính nó đã đi nghịch lại với toán học kìa. Toán học nó đã nói là không có con số nhỏ nhất kìa. Không có con số nhỏ nhất tất nhiên là không có con số bắt đầu. Hãy có con số bắt đầu là có pháp bắt đầu. Hãy có pháp bắt đầu là có pháp cuối cùng. Cho nên con số, một dãy số nào không có con số nhỏ nhất. Bởi vì mình cứ thêm 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 hoài không có con số nhỏ nhất. Hãy vậy ha. Cho nên nhiều khi mình thế gian nó nghịch lại với cái mâu thuẫn của nó mà nó cũng không có hay biết. Như vậy mình học Phật ở đây là những cái hạnh lành, hay là nói về cái thập hạnh, nói về cái hạnh đó là một vị Bồ Tát phải trải qua. Trải qua ba tầng kỳ kiếp tu hành, ví dụ muôn ngàn, một a tầng kỳ kiếp là học qua hạnh của Phật, một tầng kỳ kiếp học cái giới của Phật, một a tầng kỳ kiếp là học cái trí tuệ của Phật, ví dụ như vậy. Thì trải qua ba a tầng kiếp thì sẽ một có một chúng sanh thành Phật. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, đó là có con ước lượng thôi. Hay nói cách khác, nếu mà chúng sanh nào chưa bước vào dòng thánh thì không, con số này ước lượng không thể được. Mà một chúng sanh nào bước vào dòng thánh đó, thì như là dự vào dòng thánh, như vào mình dự vào cái dòng nước suối vậy, dòng suối. Thì dòng suối thì nó trôi với cái tốc độ đã như vậy rồi, thì cuối cùng ước lượng cái thời gian của nó trôi chậm nhất cũng tới cái nơi cái bể đó, thì phải trải qua là 1 triệu năm. Ví dụ thì cuối cùng một cái vật thể gì mà từ dòng suối mà nó trả, dù cho nó tấp tới tấp lui tấp xuôi tấp ngược, nhưng mà 1 triệu năm nó cũng xuống cái bể đó. Thì nó giống như vậy thôi. Thì chúng sanh nào bước vào dòng thánh lâu nhất thì cũng phải 3 a tăng kỳ kiếp. Nhưng mà bởi vì sao, đó là con số ước lượng. Vì vậy từ cái trang chủ điểm này, có những người ấy, căn cơ nó gọi là ngũ tánh, năm cái chủng tử, năm cái tánh căn cơ đó, thì có người thì nó chấp tâm nhẹ, có người chấp tâm nặng, có người chấp tâm quá nặng. Thì quá nặng nó phải nói trời, phàm phu thì phải trải qua tu nhiều năm mới thành Phật. Thì nếu mà nhiều năm thì cho là ba a tăng kỳ kiếp. Còn chúng sanh nào á, chấp tâm nó nhẹ thì căn khí đại thừa thì chỉ cần một sát na nó có thể thành Phật. Thì chúng sanh đó nó tương ưng với cái pháp khác. Còn chúng sanh là chấp lâu thì nó sẽ tu dòng dòng. Cho nên trong thiền tông nó cũng chỉ có một những cái vị thiền tổ sư đó, các vị thiền sư đó cũng một sát na cũng thành Phật vậy. Cũng như long nữ chỉ cần xoay mình cũng thành Phật vậy. Cho nên nó tùy theo mỗi cái căn cơ chúng sanh. Như vậy mà căn cơ chúng sanh dựa vào đâu? Dựa vào chấp tâm của mình. Cái chấp tâm của mình. Ví dụ ha, nếu mình có lòng tin thì nó sẽ là thuộc về chúng tánh đại, để thừa. Nếu mình không có lòng tin thì nó rơi vào chúng tánh tiểu thừa. Tùy theo cái chủng tánh đó thì trong kinh Duyên Giác, trong kinh Kim Cang nó cũng có để là 5 loại chủng tánh. Thì cái gì thấy, thì đối với cái hạnh này thì tất cả những cái công việc Phật sự gì đó đều dồn vào. Dồn vào cái gì? Không phải dồn vào cái thân. Quý vị thầy đã khẳng định với vị rằng trước khi mình bước vào những cái địa vị này, hay là các vị Bồ Tát bước vào cái địa vị của Bồ Tát rồi, thì nó phải tương ứng với pháp thân.
hay là tương ương với trí tuệ của Phật, tương ương với cái hạnh lành của Phật, nói chung cách khác đã hé mở nhìn thấy pháp thân, nhưng mặc dù chưa trọn vẹn, chưa rõ ràng, nhưng mà nó cũng vẫn thấy, cũng như giống mình giống như trong kinh Đại Thừa thường hay ví dụ giống như người đào giếng, thấy không? À, thấy đất khô thì biết còn xa, mặc dù chưa thấy nước nhưng mà biết nó còn xa, mà khi đã đào tới rồi thấy đất bùn, phải không? Thấy ẩm đất bùn, phải không? Rồi tới nước cái gì thì mình đào dưới mình cũng biết, giống như chính mình cũng biết à, mình các vị Bồ Tát này mặc dù tu chứng thánh quả hay là hiền thánh rồi, nhưng mẹ pháp thân nó chưa lộ hẳn giống như Đức Phật, vì vậy phải cần tôn, nhưng mẹ không rời pháp thân, chứ không phải là cái pháp ngũ uẩn thân thể của ta, không phải như vậy. Cho nên khi các ngài chọn cha mẹ cũng phải tự chọn nữa. Còn mình làm sao, ví dụ mình chết rồi mình đầu thai hay là mình qua kiếp khác thì cái nghiệp lực nó tự quyết định. Còn các vị kia là còn hôm trước chúng ta có cái chủ đó thì là cái thân trung ấm đó, thân trung ấm đó tự quyết định tìm cha mẹ, nó là như vậy, đó là chủ rồi, làm chủ rồi, làm chủ được một phần nào rồi, mặc dù chưa chủ hoàn toàn, thế là như vậy. Thì nói đây tất cả thì khẳng định rằng quý vị nên nhớ điểm này, tất cả khi bước vào địa vị của Bồ Tát, dù cho là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng cái gì đó, điều các vị ngài, các ngài đó, cái tâm của các ngài tương ưng với pháp thân, hay là thấy hay là hiển lộ một phần nào đó trong pháp thân. Cho nên các ngài tin trên pháp thân, phát tâm trên pháp thân, tu trên pháp thân, chứ không có còn tu ngũ trần gì hết trơn á. Cho nên nó khác hơn những cái chúng sanh tu hành như vậy. Thì các ngài đã đào tới dí rồi, biết là tới đất bùn mà sẽ cắt nước không, không xa, đó là như vậy. Thì bước qua cái thập hạnh này thì đã thành con Phật kìa, tất nhiên là đã thành con Phật nè. À, thì cái việc gì nó cũng phải tương ứng với cha lành của mình, đã cha lành của mình tức là Phật. Vì vậy đó, đầy đủ vô lượng, vô lượng cái gì, những cái vô lượng diệu dụng á, của đức, của một đức như Lai, đầy đủ cái diệu dụng, diệu dụng tới đây là phước đức thần thông bí quá cái gì đó, thì nó đã đầy đủ giống như cha của mình này, cái gì thấy à? Cho nên cha mình có cái gì là các ngài biết khẳng định là mình có cái nấy, là chứng tỏ rằng là cái hạnh đó, cái sự thấy và chứng đắc đó điều tương ưng với Phật. Cũng như bây giờ mình cũng nghe là Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, mình tin nhưng mà không thấy, vì không thấy cho nên mình không có thiết tha. Còn các ngài khi nghe câu này là thấy liền tương với Phật liền, cho nên các ngài tin và các ngài tu trên cái pháp thân đó, cái hạnh đó, cái diệu dụng đó, để làm chi? Để được tự giác hoàn toàn, rồi tự giác, rồi giác tha, cuối cùng giác hạnh viên mãn. Cho nên các ngài khi mà bước lên đây làm một cái hạnh từ hay là hạnh bi đều khác với chúng sanh bình thường, hay là khác với những cái địa vị ở dưới. Tại sao vậy? Cũng như cái đạo tâm của các ngài 100%, cũng như là cái đạo tâm tức như là tương ưng với pháp thân, là cái đạo tâm đó là cái sự giác ngộ tương ưng với pháp thân. Đó. Ví dụ giờ từ 1 đến 1 triệu hay là từ 1 đến 10 phần, ví dụ 1 phần, 2 phần, 3 phần cho đến 10 phần, 10 phần tức như là Phật quả. Thì các ngài nó phải tương ưng như thế nào? Ví dụ các ngài tên thập hạnh đây thì được 3 phần. Mà khi 3 phần ấy thì cái đạo giác ngộ của các ngài được 3 phần thì cái tâm từ của các ngài sẽ thể hiện được 3 phần. Đó. Tâm đạo được 3 phần thì cái hạnh từ thể hiện được 3 phần. Tâm từ được 4 phần thì cái thể hiện cái sự giác tha đó là cái sự giáo hóa chúng sanh. Cái tương ưng với cái pháp thân chứ không phải tương ưng với cái thân ngũ uẩn, hay là tương ưng với cái hiểu biết của cái bộ não, hay là tương ưng với cái chấp tâm của mình, là cái ngã của mình, không phải như vậy. Cho nên các ngài chỉ làm hạnh từ mà không bao giờ có cái ngã chấp trong này. Tức là giống như cái bổn phận á, cái bổn phận của các ngài tự giác đến đó thì cái giác tha nó phải thể hiện như vậy thôi.
Như vậy thấy à? Cũng như giống như mẹ thương con à, thì mẹ chỉ lo thương cái tình thương đó 100 phần, thì cái sự lo lắng của mẹ cho con phải 100 phần. Mà mẹ thương 100 phần, lo lắng 100 phần, nhưng mà tình thương của mẹ không có cái chấp ngã trong này, không có cái chấp tâm trong này. Như vậy nè, cũng như nói tao là mẹ, tao phải lo cho con, không có, mẹ không có nói là cái gì trong này, mẹ cũng không có đặt vấn đề gì hết, cho nên mẹ, cái lòng từ của mẹ, lòng bi của mẹ nó được trọn vẹn mà không có cái vướng mắc về cái ngã chấp. Cái gì ha, đó cũng như gì. Còn mình ví dụ mình ngược lại, mình lo cho mẹ thì ngược lại mình kể công, nhưng mà mẹ lo cho mình không bao giờ kể công. Cũng như cái lòng tình thương của mẫu tử nó được 10 phần, thì cái sự lo lắng của mẹ mình cho mình phải được 10 phần. Đó, thầy ví dụ gì, thì các vị Bồ Tát cũng vậy, khi nó tương ứng với pháp thân thì biết cái sự giải thoát là trên hết, cho nên tất cả nhìn thấy chúng sanh đau khổ à, thì các ngài điều độ một cách bình đẳng, điều giáo hóa cái giác tha một cách bình đẳng. Đó là cái công hạnh của các ngài, chứ không phải các ngài nói ta là Bồ Tát để độ chúng sanh. Nếu mà còn có ta là Bồ Tát để độ chúng sanh thì các ngài cũng còn có cái ngã chấp, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cái gì ha, thì đó, nó khác đi, nó khác bởi vì nó không có cái chấp ngã trong này. Vấn đề con nói thầy muốn nhấn mạnh là nó không có cái chấp ngã trong này. Đó, vì không có chấp ngã cho nên cái ta nó không có. Đó, cho nên các ngài, bởi vì các ngài đã thấy được, thấy cái gì, thấy cái đầy đủ vô lượng diệu dụng, cái diệu dụng của pháp thân đó tương ưng với Đức Phật. Đấy ha, cho nên các ngài thì cái đạo của các ngài, cái tâm đạo của các ngài ha, hay là bồ đề của các ngài 10 phần, thì cái thể hiện giáo hóa chúng sanh nó sẽ được 10 phần, mà không bao giờ có cái ngã chấp trong này. Rất là khó chứ không phải. Cho nên Phật giáo, tất cả các tôn giáo đều tu theo chấp ngã, nhưng riêng chỉ có Phật giáo là phải phá ngã chấp. Vì có phá ngã chấp cho nên mới có giác ngộ, vượt ra khỏi luân hồi. Vì có ngã phá ngã chấp cho nên không có cái ta. Vì nếu không có cái ta thì lấy cái gì mà ta để luân hồi sanh tử. Nhưng không phải là không có ta để làm cái việc đó, không phải vì, bởi vì cái chấp tâm nó không còn, cho nên giống như là không có ta vậy đó. Chứ không phải là cái người đó không có, cái này là khác. Cho nên nè, quý vị thấy cái phần thứ nhất á, đầy đủ cái vô lượng, cái diệu, cũng như là cái diệu dụng ha, diệu dụng của một đức như Lai đó, tùy thuận 10 phương chúng sanh à, quý vị thấy tùy thuận 10 phương chúng sanh à, cho nên đó, phương tiện để tiếp dẫn của họ, của quý vị Bồ Tát đó, đó cái phương tiện để tiếp dẫn á, nó đầy đủ khắp 10 phương, chứ không phải có một phương hay là có một nơi một chỗ. Vì vậy mà khi đã khắp 10 phương rồi thì cái tự tại của các ngài có bị chướng ngại không? Bây giờ mình muốn đi cực lạc mình độ chúng sanh cũng được, bây giờ mình muốn xuống địa ngục độ chúng được, hay là mình trong 4 châu thiên hạ thôi, phải không? Mình lên Bắc Cô Lô Châu hay là Tây Ngô Quá Châu hay là Đông Thắng Thần Châu hay là Nam Thị Bộ Châu gì, đều để độ được chúng sanh mà không bị chướng ngại gì hết. Cái gì đó, không bị chướng ngại gì hết, cũng như mình đi tự tại mà à, cho nên thì các ngài để tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn ở đây là hóa độ chúng sanh, đây làm chi? Để được giống như giác ngộ như ta đó. Cho nên đó, cái việc làm đó nó không bị chướng ngại, mà thật sự gì cũng trôi. Cho nên tâm của các ngài, cái công việc của các ngài, cho nên rất là sanh tâm quá quan hỷ đó. Cũng như bây giờ mình đi chuyến bay nào về Việt Nam mà thấy gấp mà không có chuyến bay, mình bực bội hầm, bước ra có chuyến bay đi liền, thấy quan hỷ vô cùng. Thì cũng vậy, các ngài làm công việc đó rất là quan hỷ. Ở đây không phải là được việc mà ngài, các ngài quan hỷ ở đây là các ngài không bị chướng ngại. Các ngài đâu có còn bị nhân quả chi phối không? Thì á, cho nên nó có cái câu chúng sanh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà các ngài á, cái nhân quả chi phối ở đây là cái nhân quả thật sự không ạ? À?
cái khỉ à là cái nhân quả giáo hóa chúng chúng sanh. Nếu mà không có cái nhân quả đây thì các ngài không có độ chúng sanh được. Phải có nhân quả để kết duyên với chúng sanh thì sau này mới thể hiện độ chúng sanh. Cũng như Đức Phật cũng vậy, Đức Phật bổn sư của mình cũng vậy. À, ví dụ biết bao nhiêu thứ Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà ta nói ta đâu có chết đâu. Nhưng vì nhập Niết Bàn cho nên chúng sanh thấy Đức Phật nhập Niết Bàn khởi tâm thương, thương tiếc. Mà khởi tâm thương tiếc nhưng chuyên là kết duyên với Đức Phật rồi đó. Thì cũng vậy. Nhưng mà các ngài không có nghĩa là khởi cái niệm để cho chúng sanh kết duyên, mà tự cái duyên nó tự tự kết. Đó là như vậy. Về mặt nhân quả thì cũng như có cái câu đó, phải không? Có một vị dưới hội chúng của tổ Bát Trưởng hay gì á, à đúng rồi, tổ Bát Trưởng đó, à có một vị tỳ kheo trong cái đời Phật Ca Diếp á, thuyết pháp mà ta hỏi đó, vậy thì thánh tăng á, cũng như cái người bậc đại nhân á, bậc đại nhân tới người giác ngộ á, bậc đại nhân có còn rơi vào nhân quả hay không? Thì ông sư đó, ông pháp sư đó thúc thời là Phật Ca Diếp đó nói không. Thì vì cái không đó cho nên cái người chấp pháp không đó, cái người nghe đó chấp vào pháp không là không có nhân quả, là cho nên bị lỗi lớn. À lỗi lớn cho nên đó, phải làm 500 kiếp con trồn á. Rồi sau tới đời tổ Bá Trưởng á, thì lúc bấy giờ là cái kiếp cuối cùng của ổng. Thì lúc bây giờ ổng có cái hang núi ở phía sau, ban ngày thì đến nghe tổ Bá Trưởng khai thị. Ok, nói chung cái khác thì trong đại chúng không có ai biết ổng là con tròn, chỉ có các vị tổ sư kiến tánh là mới biết thôi. Rồi sau khi một buổi thuyết pháp rồi thì ổng ngồi lại, ổng mới vấn với tổ Bá Trưởng. Thì tổ Bá Trưởng mới khai thị ổng để ổng giải quan cái kiếp con tròn cuối cùng. Đó, thì bây giờ ổng hỏi, đem cái câu đó hỏi lại ta đi. Ha. Thì bậc đại nhân thuyết pháp có rơi vào nhân quả hay không? Thì tổ Bá Trưởng là bất mụi nhân quả, có nhân quả nhưng không mê nhân quả. Cũng như bây giờ có nhân quả, giống như Phật nói thường thường á, hai cái chữ mà thường thường mình nghe, ta thị hiện thôi. Thì hiện tức là có nhân quả, nhưng không phải ta phải chịu nhân quả, thấy không? Cũng như Đức Phật ta, câu chuyện Đức Phật thuyết pháp đó, có cái kim vàng mà xuyên qua cái lòng bàn chân của Phật á, phải nhiễu dài giọt máu á, à thì Đức Phật kể lại cái quá khứ nhân duyên, thì đó là ta thị hiện trả cái nhân quả thôi, chứ thật ra ta đâu có chảy máu đâu. Vậy cũng vậy, thì nhưng mà Phật cũng phải là bất mụi nhân quả, nhân quả rõ ràng. Nhưng mà bởi vì Phật là cái không có cái ngã chấp rồi, không có ngã nhân chúng sanh tội giả đi, thì không có chúng sanh thì lấy chúng sanh nào mà trả cái quả, không có chúng sanh thì lấy chúng sanh nào mà để làm cái quả báo để mà Phật chịu. Còn không có ngã thì ta Phật cũng như Phật đấy, không có ngã thì Phật đâu có cái ta đâu mà nói ta chịu nhân quả, à, nhưng mà việc làm thì nó cũng phải như vậy thôi, cũng như ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày, mà mình cũng đâu có khởi cái niệm mình mỗi ngày phải ăn uống ngủ nghỉ đâu, vẫn thị hiện một bình thường nhưng không có cái chấp tâm trong này, giống như không có luôn. Đó, ý là trân trọng cái điểm này. Nhưng mà muốn đạt được tới điểm này không phải là khó, mà cũng không phải dễ. Chỉ cần mình thực hành trong những cái pháp môn của Phật ấy, mình thực hành thì dần dần cái tâm đạo của mình nó tự nó vững, mà tự nó cao, thì tự cao thì chấp tâm nó nhẹ, thì cái chấp tâm nó nhẹ thì cái ngã chấp nó không có tồn tại. Nói chung cái khác phải có cái thực hành thì cái này nó tự nó phá, còn nếu không thì không phá nổi, không phá nổi. Không phải là học cao hiểu rộng mà phá nổi, nhiều khi học cao hiểu rộng càng bị chấp nữa, à nó ngược lại. Cho nên mới có cái chướng nạn là gì, à, tám nạn nó có cái nạn gì mà thông minh nhất nhức nhối đó, à thế trí biện thông, à đó là cái nạn, nó cũng là một cái nạn đó chứ đâu phải là thế trí biện thông là được cái tốt rồi đó, nhưng mà vẫn là cái nạn, bởi vì có cái ngã ta đây là giỏi thì nó phải cam chịu và trăn trở điểm này đó. Thầy ý đó, cho nên cái hạnh này mà làm không bị trống trái, không bị ngăn ngại, không bị gì hết thì
rất là sanh tâm quan quan hỷ. À, còn mình nhiều khi á, mình bị chướng ngại, mình muốn làm Phật sự gì cũng bị chướng ngại. Cũng như mình khởi cái tâm mình làm từ thiện, á, buồn cái không ai để gửi tiền cho tôi đầy đủ cái túc số để tôi về Việt Nam. Bây giờ đã gửi đầy đủ tiền rồi tôi về Việt Nam mà như bên kia nó bắt buộc tôi phải thế này phải thế kia, không được như ý tôi cũng phải buồn bã vậy, cũng phải buồn phiền vậy, phải không? Tôi muốn cho người nghèo tận tay mà không có được, phải cho gián tiếp. Mà cho gián tiếp thì cái tâm của tôi nó không có quan hệ. Tôi đã tốn một vé máy bay rồi, tới đây mà cũng còn bị gián tiếp nữa thì không có sanh tâm quan quan hỷ. Đó, thì cũng vậy, cái việc làm của các ngài đều sanh tâm quan quan hỷ. Về cái thứ hai, đó, khi mà làm, khi mình hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhưng cho nên các vị Bồ Tát đều không bao giờ làm tổn não hay là tổn thương tâm hay là tổn cái tâm của các vị của các chúng sanh. Cũng như mình á, mình làm Phật sự gì á, nhiều khi được người này mắc lòng người kia. Bây giờ người này thì khen mình quá, người kia thì chê mình quá, mà người ta chê rồi nó còn có, nó phải thối tâm. À, cho nên các ngài á, làm lợi ích chúng sanh đó là nhiều ích, hay nói cách khác là nhiều ích hữu tình chúng sanh, là nhiều ích à, cái hạnh đó làm lúc nào cũng lợi ích cho chúng sanh, mà không bao giờ làm cho chúng sanh bị thối tâm bồ đề. Nó ngược lại cái này nữa. Còn mình làm cái gì cũng bị hết trơn, được người này thì bắt người kia, hay gì thế à. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú hay là trong ý kinh nào đó, giống như con hoa hút mật á, ha, thì lo hàng nhé, thì giống như con hoa hút mật chỉ hút cái nhụy hay là cái mật trong bông mà không bao giờ làm tổn thương cái bông, thì cái này ý cũng giống giống nhẹ, không có gì hết. Độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh nào mà làm để mà chúng sanh đó nghịch ý hết à, cái gì ha. Không phải là chiều thế tình chúng sanh, không bao giờ chiều thế tình chúng sanh, nhưng mà dùng pháp để độ chúng sanh, chúng sanh nào cũng tâm tâm quan hỷ bát tâm bồ đề à, thì làm cái hạnh đó không bao giờ. Ví dụ 10 người là độ được 10 người sanh tâm quan hỷ tùy theo cái chủng tánh, chứ không bao giờ chê bai một cái điểm gì trong đạo Phật, hay là chê bai một cái gì trong cái người tu, hay là chê bai cái gì trong tâm bảo hết. Cũng như mình bây giờ mình cũng dễ bị chê bai, ôi Phật thì tốt rồi ha, pháp thì bây giờ có người dạy thế này nghệ thế kia, thôi tôi cũng không có tin, ta thấy là ổn ổn rồi ha. Thì nó tăng bây giờ, thôi tăng bây giờ thì tại nó tăng ngày xưa, nên ta cũng không ổn rồi đó. Thế nghĩa là làm thối tâm này ha. Cho nên thì các ngài làm hạnh lành bao nhiêu chúng sanh mà không làm cho chúng sanh thối tâm bồ đề, không làm cho chúng sanh khởi bán phỉ bán cái tam bảo, nói chung cái khác thì đó là như vậy. Thì cái việc làm của các ngài nó như vậy thôi. À, cái thứ thứ ba, bây giờ cái gì thấy nè, tự giác nè, giác tha à, tự giác giác tha được chẳng chống trái nên gọi là vô sân à, vô sân hận hạnh. Nó không có chống trái, tự giác giác tha không bao giờ chống trái, cho nên á, cuối cùng dần dần nó mới được giác hạnh viên mãn. Hay nói cách khác, người có duyên được ha, người được có duyên thì các ngài đã độ, đã độ và đang độ ha. Còn những người chưa có duyên hay chưa tới duyên thì các ngài đã gieo cái thiện duyên, phải vậy ha. Đó. Cho nên những người đã được độ, cũng giống như Đức Phật đã nói, những chúng sanh đã được độ, ta đã độ hết rồi. Những chúng sanh chưa được độ, ta cũng đã được gieo duyên để độ. Đó, nói vậy đó. Đó. Cho nên không phải là, cũng như nói, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bây giờ giống như một Đức Phật á, thì phải giác tha, tự giác là đã có rồi, đã thành Phật rồi. Nhưng mà giác tha thì phải độ hết chúng sanh nhé. Nếu mà hết chúng sanh thì giờ này Đức Phật bổn sư mình cũng không có, chưa được thành Phật. Những chúng sanh có duyên à, những chúng sanh có duyên Phật đã độ hết. Những chúng sanh chưa có duyên Phật cũng đã kết duyên, thì cái hạnh gió mới viên mãn. À, còn nói mà độ hết chúng sanh thì con cũng là chúng sanh đang ngồi đây. Cho nên như vậy thấy thì các ngài đó độ hết
Đó, thì bây giờ mình thấy nè, dần dần mình xuống cái giờ phần thứ tư nè. Tam thế bình đẳng. Như thế nào? Mười phương thông đạt. Đó. Vì được ý sanh thân. Nha, chỉ cần khởi ý là nó sanh thân. À, rồi tam thế bình đẳng là cái gì? À, quá khứ hiện tại gì? Vị lai. Đó, mười phương thông đạt. À, thì nói về cái không, không gian. Nói về thời gian là tam thế, nói về cái không gian là mười phương, không có chỗ nào mà không có bước chân của các của Bồ Tát làm cái hạnh này mà ông tới. Cho nên tam thế thì bình đẳng. Thì quá khứ hiện tại vị lai nó bình đẳng rồi, đâu có nghĩa là quá khứ hay là vị lai hay là hiện tại đâu. Thì tất cả đều phá cái khái niệm về thời thời gian. Quý vị thấy à, bởi vì mình có chấp vào thời gian thì mình nói ôi trời ơi, năm nay tôi được 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, sau này tôi 80 tuổi cũng chấp. Thì mình chấp khái niệm về thời gian, phải không? Cũng như bây giờ nó chấp khái niệm về thời gian, trực mình trời ơi, sau gương bữa nay tôi già rồi, tóc bạc rồi, sợ quá, cũng quản quá ha. Thì bây giờ đó, tam thế bình đẳng, ba thời gian không có, là chỉ có một thôi ha, bình đẳng, không có chủ vào thời gian nào hết, chỉ có một. Vậy mà có một rồi, đã là bình đẳng rồi, thì có đâu có thời gian nào mà chi phối được các ngày đó. Như thế, bình đẳng thì không có chi phối được, mà không chi phối được thì các ngày đó với thời gian nó cũng như nhau thôi ha. Không có già, không có chết, không có gì hết, bởi vì thời gian nó đâu có trôi đâu, nó chỉ có bình đẳng mà ha. Thì đó là phá đi cái khái niệm thời gian. Cũng như mình nè, ngồi đây nè ha. Mình thấy trước khi cha mẹ ha, chưa có sanh mình ra, mình đâu? Hay là trước khi cha mẹ còn chưa sanh, trước khi cha mẹ còn chưa sanh, cái mặt mũi của mình nó ra làm sao? Không biết à? đây là cái câu tu hành đó, cái câu tu hành của tổ Liễu Quán đó. Không phải tổ Liễu Quán. Tổ Liễu Quán thì chẳng môn pháp gì một về chỗ nào. Thì quý vị thấy à, trước khi cha mẹ chưa sanh, còn chưa sanh thì cái mặt mũi của mình nó lên sao đó, không biết. Nhưng mà sau khi cha mẹ sanh rồi, cái mặt mũi mình nó ra sao? À, nhưng mà một tuổi thì mình ok, mình nhìn đứa bé, mình tưởng nhìn đứa bé một tuổi thì mình cũng tưởng tượng mình cũng giống giống đi. À, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại đứa bé một tuổi với nhìn bây giờ mình có giống nhau không? Không có giống nhau. À, thì bây giờ sau khi 100 tuổi thì chết thiêu thành tro, thì chôn thành đất. Thì á, nếu nói cái nắm cho này là của mình thì đúng quá chừng, nhưng mà không ai chịu chứ. Nhưng mà nói về cục đất này là mình thì cũng đúng quá, nhưng mà không ai chấp nhận hết á. Thế vậy thôi à. Cho nên bởi vì mình chấp vào cái khái niệm thời gian. Còn cái khái niệm về không gian đó ha, mình ở đây nè, hiện tại nè, ngồi đây, ok. Ví dụ con nào có coi phim khoa học viễn tưởng là bấm nút một cái biến thì ở đâu? Cái gì đó, bấm nút cái biến vậy thì mình ở đâu? Rồi không, đừng nói chi bấm nút thì mình cũng còn tưởng tượng xa lắm ha. Ví dụ giờ thì á, sau khi mình chết cũng như mình ngồi ở đây là chiếm cái không gian ha. Rồi sau khi 100 tuổi thì cái không gian này biến mất mình đi, vậy thì mình đâu? Còn các ngài á, khái niệm thời gian phá, khái niệm không gian cũng phá, cho nên các ngài được tự tại. Vì vấn đề của nó là như thế đó, thì không đạt cái mười phương. Không đạt mười phương á là cái gì thấy à? Ưng vô sở trụ. Thấy à? Tại vì không có trụ cái không gian, không có trụ không gian chỗ nào, ưng vô sở trụ. Thì thông đạt mười phương là chỗ nào của cổ cũng có pháp thân của các ngài. Cho nên các ngài á, à, vì vậy đó, vì nè, vì được á, vì thông đạt mười phương, vì được nên được khởi cái ý mà sanh cái thân. Phải vậy ha, khởi ý mà sanh thân, chứ không phải là mình bị hai cái nó khác. Vậy nó là cái thần thông diệu dụng mà đó, nói về cái khác là gì. Nên tùy mỗi loài chúng sanh, quý vị thấy nha,
Bởi vì sao vậy? Bây giờ cái pháp thân nó cũng thấp rồi, mà muốn độ chúng sanh thì sao? Phải khởi ý mới được sanh, sanh thân, hay là cách khác, kết duyên mới được sanh, sanh thân. Thì bây giờ khởi ý sanh thân. Bây giờ muốn độ chúng sanh thì phải làm sao? Cũng như bây giờ cái thân nó cùng thấp rồi, mà muốn độ chúng sanh lấy thân gì để độ? Thì phải khởi ý thì nó mới sanh cái thân. Ví dụ khởi ý là gì? Muốn độ loài người thì khởi ý sanh thân, thì sanh cái thân loài người. Muốn khởi ý độ con heo thì phải tự nhiên cái sanh con heo, được khởi ý sanh thân. Đó, nên ý như vậy đó. Cho nên các ngài được tự do tự tại. Tự do tự tại tùy theo mỗi loài chúng sanh mà hiện thân đi chi, để hóa độ hóa độ đến cái cùng tột vị lai. Đó, cái thời gian phải hóa độ cùng tột vị lai đó, nên gọi là gì? Vô tận hạnh. Là cái hạnh nó vô tận, không có thể nào mà hết được á, không có hết được vô tận hạnh. Hay nói cách khác á, độ cho đến giác hạnh viên mãn. Còn mình thì không được. Bây giờ đó, từ ngay trong chỗ điểm này, thầy muốn cho quý vị thấy, cũng như giờ tùy theo mỗi loại chúng sanh, cũng như Bồ Tát á, thường thường quý vị thấy có cái gì tứ diệu pháp, phải không? Bồ Tát thường thường độ chúng sanh thì phải dùng tứ nhiếp pháp, ha, bố thí, ái ngữ gì đó ha. Muốn gần gũi chúng sanh đó, thì phải bố thí. Cũng như có câu chuyện quý vị thấy có một vị thiền sư muốn nói pháp cho cái người đó thì nó không cầm, tại vì nó đói, nó chỉ cần ăn không cần thóc. Thì mà muốn gần gũi nó thì nó không chịu, thì sao? Thôi lấy ba đồng, ba xu, cho nó ba xu rồi xin lại nó một xu. Thôi bây giờ ta cho mày ba xu, hay cho mày năm xu, rồi mày cho ta là hai xu. Thì biết sao? Cho ba xu là thuộc về của mày rồi đó, là sở hữu của mày. Thì bây giờ mày cho lại ta hai xu, thì phải có phải là nó khởi cái tâm cho lại không? Thì có phải là thiện nhân không? Thiện nhân thì sau này nó được thiện quả. Ha, thì bắt đầu sao lại cái dần dần cho nó lấy một xu à? Nó không cần nữa, nó lấy xu thôi. Thì bây giờ dần dần nó không chịu lấy nữa, thì lúc bây giờ là duyên lành nó tới rồi đó, thì không phải độ nó. Vì muốn độ chúng sanh mà bố thí, chứ không phải vì cầu danh mà bố thí. Hai cái nó cũng khác nữa, cho nên các hạnh Bồ Tát nó khác hơn mình xa lắm. Vì vậy đó, cho nên gọi là bố thí nhiếp, đã là như vậy. Thì ái ngữ nhiếp thì chúng ta thấy rồi, nhưng ái ngữ này đó, nếu mà có thời gian chúng ta phải giảng khác là nghe. Ái ngữ của Bồ Tát khác, ái ngữ của phàm phu khác là nghe. Ái ngữ của Bồ Tát không có cái ngã nhân chúng sanh thọ giả trong này, nhưng mà ái ngữ của chúng sanh lại có ngã nhân thọ giả mà cầu lộc cầu danh đó, ví dụ như nó khác à, cầu vị hay nói cách khác đầy đủ trong đó à. Cho nên bố thí thì quý vị thấy rồi á, lợi hành ha. Lợi hành là gì? Cũng như bây giờ muốn độ thầy thuốc mình phải làm thầy thuốc, hay muốn độ cái gì nữa mình phải làm cái người đó, cùng một đồng hành, cùng một cái công việc, cùng một cái gì đó. Ví dụ mình chuyển hóa nó, nhưng mà phải vô cái ngành nghề của nó, rồi cuối cùng mình mới chuyển hóa nó, thì gọi là lợi hành. Nhưng mà đồng nhiếp thì bây giờ đồng nhiếp này nó làm một cái khó. Ví dụ giờ Bồ Tát mà muốn độ dùng cái tứ nhiếp pháp để độ đó, thì cái đồng nhiếp này cái đồng sự này nó là khó. Là bởi vì sao? Tất cả các tôn giáo khác đều có ba cái nhiếp đầu tiên, nhưng mà cái nhiếp cuối cùng này tất cả tôn giáo khác không làm được, chỉ có Phật giáo mới làm được thôi. Mà Phật giáo phải đến bậc Bồ Tát cỡ này mới làm được. Bởi vì sao vậy? Thì không có bị luân hồi, không có bị chi phối, hay luân hồi không có bị là muội mê muội, hay luân hồi không có bị là nó còn cái chủng tử tránh chuyến á, hay nói cách khác là nó không bị lạc đường lạc lối. Thì cái hàng Bồ Tát này mới làm được. Cũng như bây giờ làm sao, là sao làm được? Bây giờ muốn độ con heo là phải đầu thai thành con heo để độ con heo đó. Đây là đồng sự rất là khó, mà chỉ có những bậc Bồ Tát mới làm được, bậc Bồ Tát và bậc Bồ Tát cỡ này trở lên mới làm được. Cho nên tất cả các tôn giáo khác không làm được. Ba cái nhiếp đầu thì tất cả tôn giáo khác mọi người đều có thể làm được, nhưng cái nhiếp thứ tư này đồng sự là không thể nào làm được. Cho nên á, có một cái câu chuyện nhà thiền á, hình như tiền thân của ngài Văn Thù Sơ Lợi ha, với ngài
Phổ Hiền gì vậy? Không nhớ ha. Thì lúc bấy giờ có một cái ngôi chùa làng. Thì ngày Văn Thù á ha, thì á có một cái người bệnh thì chăm sóc cái người bệnh đó ha. Rồi cuối cùng á, trước khi tịch á, viết một cái lá thơ nhờ một ông Tú Tiểu, như giống như cho cha Tú Tiểu đi ha, để đem đến cái làng đó ha, đem đến cái làng đó để đưa cho cái người đó, mà đưa cho cái người mà có tên mà không có cái tứ người ha, như là đưa cho là cô Bạc Hà, chị Bạc Hà, ông Bạc Hà gì đó, cũng là cho có cái tên thì là tên Bạc Hà ha. Thì á sau này xong rồi thì cái ông đó chết, cái Bồ Tát đó thì hiện chết rồi, xong rồi mới đem cái lá thơ đấy để đi qua một cái làng khác, một cái huyện khác, ở một cái tỉnh khác rất là xa. Cho nên mà đi tới nơi rồi á thì hỏi thăm vùng này coi có ai tên này không, người ta không có trả lời được, không biết. Thì bắt đầu cái tới một vùng kia thì nó có cái tên này, cái tên này là sao, nó là con heo đó. Mà con heo này á, bởi vì sao nó có cái tên Bạc Hà, bởi vì nó không có ăn gì ra ngoài cái cọng Bạc Hà, nó ăn thôi, không ăn gì hết, chỉ có ăn Bạc Hà. Mà từ khi á, có con heo này đó, thì nguyên một cái trại heo của cái ông đó đó là nó thống lãnh hết cả mấy trăm con. Okay. Từ khi có con heo này á, thì tất cả con heo kia nó phải xích về hết, nó nghe lời con heo này. À. Cái nghiệp làm heo của mấy con heo kia là phải giết ăn thịt cái gì đó là chuyện cái nghiệp của nó. Nhưng mà nó là thống lãnh hết mấy trăm con heo. Thì lúc bấy giờ đó, tìm tới nơi đã, tìm tới nơi rồi đó, thì thấy con heo đó, thì cái chú tiểu đó mới quăng cái lá thơ vô, quăng lá thơ vô. Thì bắt đầu con heo đó nó đứng cái chân dựng lên á, thì nó chụp cái lá thơ xong nó cầm, nó giống như cái người bạch ra xe đọc, rồi bỏ vô họng nuốt đã, nuốt xong rồi là nó tịch luôn đã. Nên như là muốn độ chúng sanh đó thành con heo đó thì phải đầu thai thành con heo, gọi là đồng sự, rất là khó, cho nên nó mới dễ. Cái hạnh Bồ Tát này tới đây nó mới làm được, nếu không là không làm được. Nhưng mà thì có nhiều người hỏi thắc mắc, ủa lá thơ đây biết cái gì trong đó? Thì cái lá thơ đã biết cái gì trong đó, thật ra viết có mấy câu à, giống như đổ chúng sanh xong rồi máu đi về vậy thôi. Đổ chúng sanh rồi xong máu đi đi về, ẩn lại đừng có ở lại mà tạo nghiệp. Thì đó, thì cái ông chủ đó, từ khi ông chủ mà nuôi cái trại heo, từ khi có con heo đó nó thống lãnh nguyên cái đàn heo, cho nên ổng khỏi, không có cần phải bốn người, không có cần làm gì cho nó, chiều nó dẫn nguyên đàn heo ra đi, xong chiều cũng dẫn về, nếu như là thống lãnh hết cả mấy trăm hoặc cả 500 con heo như vậy đó. Thì cái đồng sự này chỉ có hàng Bồ Tát mới làm được, như thế à. Còn nếu mà bởi vì sao vậy nè, tam thế bình đẳng, mười phương thông đạt đó. Bây giờ tam thế bình đẳng thì mười phương thông đạt đó, mà chẳng lẽ độ chúng sanh loài người thôi thì nó còn giới hạn mà, cho nên tất cả loài chúng sanh có phải độ hết như vậy đó. Còn nếu mà độ lượng người công thì nó không có đủ, nó không có đúng cái nghĩa này. Nên đó, cho nên đó, tùy cái ý mà sanh cái thân, thì cái ý sanh thân thôi. Cho nên đó, nên tùy mỗi loài chúng sanh mà thị hiện giáo hóa độ cho đến tận vị lai, là đến ngày thành Phật mấy thôi. Đó, này là như vậy. Thì cái ý thứ năm, ý thứ năm đó, cái nhà là cái hạnh thứ năm, nơi mỗi chúng sanh muôn pháp tất cả hòa đồng, được chẳng đặng được chẳng sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Như vậy ha. Bây giờ đó, đối với những cái người ha bình thường thôi, dù cho học giả luôn nữa, gọi là trí thức, làm dân học thức hay gì đó, đối với pháp môn của Phật cũng chưa có thông đạt. Như thế, không phải học mà thông đạt. Nó ngược lại, học để biết để hành, nhờ có hành mới thông đạt, còn nếu học không thì không có thông.
Đã, cũng như mình đi học lý thuyết mà không có thực hành thì đâu có ra trường được đâu, giống như mình vô trường cho mình học, học lý thuyết, học xong rồi phải vô phòng thí nghiệm thực hành. Đó là khi mình học xong rồi phải thực nghiệm, phải không? Thì mới thông đạt cả lý và sử, thì nó mới cho mình cái permission đi làm việc, cho mình cái license để mình mở tiệm chứ. Không, nếu mà không thì làm sao được. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát phải thông đạt các tất cả các pháp. Đó, cho nên quý vị thấy à. Cho nên đó, Hòa Thượng Hư Vân lúc mà thành kiến tánh rồi đó, Ngài cũng có phát cái nguyện là độ, giống như khôi phục 10 cái tông phái á, lại á. Nhưng mà cuối cùng Ngài cũng không có làm được à. Bởi vì sao vậy? Ngài làm được nhưng mà chúng sanh không có đương cơ. Cũng như không, bây giờ là chúng sanh phải đương cơ thì Ngài mới khôi phục. Và chúng sanh không có đương cơ thì lấy Ngài kêu khôi phục. Giống như bây giờ mình nè à, mình là người lớn, cái kéo co của mình hay kéo tay ha, là 1,000 pound, phải không? Đó, 1,000 pound là cao nhất, không có con số nào bằng. Nói chung cái khác là như vậy, hay là kéo co được vô lượng vô biên 1,000 pound đi à, nó cái khác là sức mạnh vô cùng. Nhưng mà tùy theo mỗi loài đó, mỗi hạng đó, ví dụ như con nít thì mình phải kéo nhẹ nhẹ không? Đó, người lớn phải kéo mạnh chứ, người lực sĩ phải kéo cho nó hơi nặng tay phải không? Thì mỗi loài mình thấy tùy theo hạng cân mà mình kéo co đó, chứ đâu phải mình kéo cái dẻo được. Cho nên mặc dù các ngài đã thành tựu nhưng mà cũng phải tùy theo căn cơ để các ngài mới giáo hóa được, chứ không phải nói cái là làm được. Vì vậy muốn thông được tất cả các pháp, thông đạt mà không bị sai lầm nên gọi là ly si loạn hạnh, là không có bị lầm lẫn pháp được, không có nhầm lẫn pháp được. Cho nên hay nói cách khác thì chúng ta cũng như bây giờ chúng ta học bách pháp minh môn luận, phải không? Thời không nghĩ có 100 pháp mà cũng có tới 400 mấy chục pháp, 600 mấy chục pháp, cho đến cùng tận là 84,000 pháp, chứ không phải tới 100 pháp này mình đang học đâu. À, nhưng trong 84,000 pháp đó tóm thâu lại, cũng như bây giờ 84,000, hôm đầu khóa thầy đã nói đó, 84,000 này xin lỗi thầy đi tìm để mà cộng nhân chia trừ sao á, không ra được. Mà thầy đi tìm hết mấy cái từ điển, đi lục hết mà cũng không có thấy ai mà cộng nhân chia trừ ra để từ đâu có con số 84,000 này. Đó, quý vị thấy à, nếu một ngày nào quý vị thấy có con số này mà từ đâu mà có thì góp ý lên cái lớp của chúng ta. Tại sao mình chúng ta nói 84,000 thì có nhiều người hỏi từ đâu có, không biết được. À, cũng như bây giờ hỏi 62 kiến chấp từ đâu mà ra, của ngoại đạo từ đâu ra thì mình biết liền. Nghe, okay, từ ngũ uẩn cộng nhân chia rồi đó, ví dụ từ ngũ uẩn là 5 phải không? Thấy không? Đó, thì á bây giờ thì mình nhân chia cuối cùng nó ra 62 mình biết được. Nhưng mà 84,000 thì mình nhân chia không được, không biết từ đâu có ra. Thì nếu trong lớp mình một ngày nào đó ai có phát hiện thì nên gợi ý để cho mọi người đều biết, mai mốt mình nói ra hôm nay không có ai vấn mình chứ mình không biết ha. À, đó, thầy gợi ý cái đó. Bây giờ 84,000 pháp môn, nhưng tóm thâu lại có 4 dạng tu hành. Hiện bây giờ là mình tóm thâu lại có 4 dạng tu hành, nhưng mà ai cũng muốn cho cái pháp môn của mình nó được phát huy hết. À, nhưng mà từ cái pháp quy đó cho nên bài nhiều cái phương tiện, cuối cùng nó bị lạc cái gốc đi. Nó lạc cái gốc đi đó. Cho nên cuối cùng không có pháp nào mình thông hết trơn. Nếu mà thông thì không có làm bị lạc. Cái phương tiện ở đây là để mình dắt dẫn chúng sanh đó, hay dắt dẫn những người tu đó, để cho người ta không bị chán nản thành cái pháp của mình, không có bỏ cái pháp của mình, gọi là cái phương tiện để dắt dẫn họ, chứ không phải là phương tiện để mình bẻ cong cái pháp của mình. Như vậy thấy hai cái nó khác, phương tiện để giáo hóa chứ không phải phương tiện để mà sửa đổi cái pháp môn của Phật được, rất là sai rồi. Giống như cái công thức của cha mẹ mình truyền lại cho mình cái công thức nấu phở đi ha, bây giờ mình thừa đương cái công thức nấu phở của cha mẹ mình, rồi có 10 anh em cùng học cha mẹ mình một công thức, phải không?
Đó. Nhưng mà đi 10 nước khác nhau phải giữ vững một cái công thức đó. Mà 10 nước khác nhau có 10 cái tiệm, tiệm nào vị hương vị cũng giống nhau. Mặc dầu cái phương tiện nấu nướng đó, mỗi anh mỗi em nó khác nhau, nhưng mà cái công thức đó, bao nhiêu cái gam, bao nhiêu cái gì đó cũng phải đúng như vậy thì cái hương vị nó ra đúng như vậy. Đặt cái gì thấy. Còn này mình sửa đổi rồi thì nó sai lầm này. Sửa đổi là sai lầm. Cho nên mở bài phương tiện chứ không phải là thay đổi phương tiện trong pháp môn. Nó khai cái nó khác, để ý cái này. Đó. Cho nên nếu mà thay đổi công thức là hương vị bị kết quả thay đổi. Thay đổi cái pháp của Phật là kết quả sẽ thay đổi. Cho nên cái gì thấy để ý ở đây. Mình phát tâm Bồ Đề, mình tu trên cái hạnh Bồ Đề, hành cái pháp Bồ Đề, thì mình cái pháp Bồ Đề là pháp vô vi, pháp Bồ Đề là pháp và không có hiện tướng, không có lai động. Vì không hình tướng, không lai động, cho nên sau này mình mới chứng được cái quả vô vi, chứng được cái quả Bồ Đề. Cho nên mình phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu cái pháp vô vi, hay là phát cái tâm tu cái pháp không sanh không diệt, hay là cuối cùng mình chứng được cái trên cái pháp không có sanh diệt. Còn ngược lại, mình phát tâm Bồ Đề mà hành trên cái pháp sanh diệt, cuối cùng mình chứng được cái pháp sanh diệt, cũng là pháp sanh diệt mà thôi. Cho nên trong cái phương tiện của nhà Phật á, vì vậy mình phải để ý. Vậy này tóm lại, khi nãy thầy nói 84.000 pháp môn tu, tóm thâu là 4 dạng tu hành. Đó, thường thường thầy cũng nhắc đi nhắc lại cái điểm này, cho nên quý vị nên nhớ 4 dạng tu hành là cái gì. Đó, hay là 5 cái phương tiện để mà tu hành nó cũng có. Cũng như là đó, tham thiền, niệm Phật, trì chú và quán tưởng. Thế là tham thiền là thiền tông, niệm Phật là tịnh độ tông, trì chú là mật tông, quán tưởng là từ quán tưởng này có bao gồm đại thừa, tiểu thừa hết. Đó gọi là thiền quán tưởng, hay gọi là giáo môn thiền. Đó. Thì tham thiền, niệm Phật, trì chú và quán tưởng. Thì quý vị thấy đó, chúng ta một là tu chọn một trong bốn phương diện này rồi hành trì, cuối cùng sẽ được chứng đạo. Đó. Còn hai nói cách khác á, nếu mà về phương diện khác á, thì chúng ta cũng có thói, cô có thể nói nè, giáo nè, mật nè, tịnh nè, luật và tham thiền. Đó nói về phương diện khác. Nè. Giáo là giáo môn, chúng người ta học giáo lý nè, vừa học vừa tu, gọi là giáo môn, gọi là giáo, thì có thông đạt giáo lý, có thông đạt cái phương pháp hành trì, thì nhờ có học, bây giờ có học thì bây giờ thực hành, đó là giáo. À, học bao nhiêu, hành đấy, bấy nhiêu, đó, hay từng phần giải thoát, nói cách khác thì gọi là giáo. Đó, vừa học vừa hành gọi là giáo. Đó. Rồi mật có nghĩa là ta trì chú, cũng như mấy thầy Tây Tạng là nổi tiếng là về mật tông, nhưng mà chưa chắc thì mình phải để ý lại đó, trong cái phần của mấy thầy Tây Tạng đó, phần lớn đó là chú của quốc gia đó, hay là chú của cái địa phương tập quán phong tục của họ, còn cái chú của Phật đó, nó một phần nào đó trong đó thôi, cũng phải để ý nữa. Cho nên nó khác đi. Đó là mật, tịnh thì ai cũng biết rồi, luật ấy, là luật nghi, với luật thì hành trì, hành trì luật thì cuối cùng được cái thanh tịnh, cho nên được giải thoát, như là biệt giải thoát. Đó, biệt giải thoát là hành từng phần từng điều luật ấy, thì là biệt giải thoát, ba la đề một xoa. Đó, cuối cùng là tham thiền. Cho nên tóm lại 84.000 pháp môn tu thì tóm thâu lại tham thiền, niệm Phật, trì chú và quán tưởng. Ta nói về cách khác đó là bốn cái căn bản đó. Nếu mà nói về phương diện khác cũng trên cái đó, giáo, mật, tịnh, luật và tham thiền, nó cũng thêm một phần đó thôi, nó là mật, đó nó là luật, nó như vậy. Thì tóm lại chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, thì tới chúng ta sẽ học tiếp. Tại vì mấy cái này thầy thấy cũng rất là hay, cho nên thầy giảng hơi có phần cũng có điều cũng hay kỹ thì tuy nó là như vậy, nó hơi chậm mà chắc được rồi ha. Nam mô Phật. Hiện nay chúng ta thì loạn là tán loạn á, loạn là không có định là loạn, tên người đó là cuồng loạn, tâm loạn, đến đủ thứ, đó là không có được định, đó là vậy. Mô Phật, chúng ta hồi
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.